Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, thời gian qua các địa phương tại huyện Ân Thi tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh mới trên đất nông nghiệp. Năm 2021, toàn huyện để xảy ra 32 trường hợp phát sinh vi phạm trên đất nông nghiệp, trong đó đã giải tỏa dứt điểm 24 trường hợp. Xác định quản lý đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính cấp thiết. Các địa phương đã có chỉ đạo quyết liệt, trong đó có việc phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm mới. So với cùng kỳ năm ngoái, số trường hợp vi phạm mới giảm. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 8 trường hợp phát sinh vi phạm đất đai, vi phạm chủ yếu vượt đất, lấn chiếm đất công ích của Ủy ban Nhân dân xã quản lý và xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp, gồm các xã Bắc Sơn 1 trường hợp, Tân Phúc 1 trường hợp, Đào Dương 2 trường hợp, Cẩm Ninh 1 trường hợp và xã Hồng Vân 3 trường hợp. Các xã ngay khi phát hiện vi phạm đã kịp thời ngăn chặn xử lý, giải quyết dứt điểm vi phạm phát sinh mới.